Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin nổi bật quý 1 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy là những tháng đầu năm 2023 đã trôi qua với nhiều điều thú vị tại ULIS. Không biết là Quang Anh có cùng suy nghĩ với mình không? Bạn đã trải nghiệm điều gì ấn tượng trong 3 tháng đầu năm vừa rồi nhỉ? Nghĩ lại thì chắc điều khiến mình ấn tượng nhất trong đầu năm nay là hội làng U rồi. Mới ngày nào cùng đi chơi đón Tết, vậy mà đã hết quý 1 rồi đấy. Nhưng mình tin là năm 2023 vẫn còn rất nhiều sự kiện và chương trình thú vị đang chờ đón các ULISer. Chắc chắn rồi, và trước hết hãy cùng điểm lại những tin chính có trong bản tin quý 1 ngày hôm nay nhé. ULIS tưng bừng chào xuân Quý Mão cùng Hội làng U 2023. Hoàn thành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo đại học. Triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ hội thảo UNC 2023. Triển khai hoạt động thực địa của đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại huyện Ba Vì và tỉnh Phú Thọ. Tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh phổ thông mới, người giáo viên tiếng Anh hạnh phúc năm 2023. Học sinh, sinh viên ULIS giành nhiều thành tích tại các cuộc thi. Trường Đại học Ngoại ngữ được triển khai tổ chức đào tạo ngành văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia. Triển khai chương trình đại sứ ULIS 2023. Tổ chức nhiều ngày hội văn hóa tại ULIS. Sơ kết 3 năm triển khai đề án ULIS Fire. Sau đây là thông tin chi tiết. Nhằm kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam và chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão, trong 2 ngày 8 và 9 tháng 1 năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội làng U 2023. Sự kiện đã tạo nên bầu không khí hội làng đích thực thông qua nhiều hoạt động, không gian trải nghiệm cho cán bộ, học sinh, sinh viên và phụ huynh, đối tác trong và ngoài nhà trường. Đặc biệt, ngày hội đã tiếp nhận hơn 200 triệu đồng ủng hộ chương trình tặng vé xe về Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp đón và làm việc với đoàn đánh giá ngoài đến từ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Đại học Vinh đến khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 4 chương trình đào tạo đại học ngành ngôn ngữ Trung Quốc, ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Pháp giai đoạn 2017-2022. Chương trình khảo sát đã khép lại tốt đẹp giúp nhà trường thu nhận được nhiều thông tin quý giá để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. Trong quý 1 năm 2023, rất nhiều hoạt động trong khuôn khổ hội thảo UNC đã được nhà trường và các đơn vị phối hợp tổ chức, có thể kể đến như tọa đàm duy trì và phát triển cộng đồng chuyên môn trong nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, tọa đàm quốc tế triển vọng về giảng dạy tiếng Hàn ở bậc phổ thông tại Việt Nam, tọa đàm khoa học các bên liên quan trong kiểm tra đánh giá ngoại ngữ tại Việt Nam thuận lợi và khó khăn, và hội thảo khoa học quốc tế giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành, thách thức và triển vọng đã khép lại hoạt động cuối cùng trước khi ngày chính hội của UNC 2023 chính thức diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2023. Trong tháng 2 và tháng 3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai tổ chức chương trình thực địa lần 1 và lần 2 thuộc đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại 35 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì và 2 trường trung học phổ thông tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Với 139 giáo sinh, 18 giảng viên tham gia, đề án năm nay tiếp tục hứa hẹn thu được nhiều thành quả ý nghĩa. Từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Văn phòng Tiếng Anh khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã tổ chức giai đoạn 1 khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh phổ thông mới, người giáo viên tiếng Anh hạnh phúc thuộc chương trình UNASES Training Course năm 2023 với sự tham gia của 189 học viên là giáo viên tiếng Anh đến từ 20 tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm và tập huấn. Khóa bồi dưỡng là cơ hội quý giá để nâng cao năng lực dạy học cho các thầy cô giáo. Trong quý này, học sinh, sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích tại các cuộc thi. Có thể kể đến như 16 học sinh trung học cơ sở ngoại ngữ đã đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học cấp thành phố năm học 2022-2023. Học sinh chuyên ngoại ngữ đạt 93 giải tại kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông các môn ngoại ngữ của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
nhóm sinh viên Julius đạt giải nhất dự án Silken. Hai nhóm dự án của sinh viên Julius xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi sinh viên Startup lần thứ 5. Sinh viên Julius đạt giải 3 tại vòng chung kết toàn thế giới cuộc thi nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 21 của Viện Khổng Tử, và cuối cùng là đã có 18 học sinh chuyên ngoại ngữ xuất sắc đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023. Thật là những con số ấn tượng, mình hy vọng nhà trường chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều giải thưởng trong quý tới đây. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải đã ký quyết định số 641 về việc ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào tạo. Quyết định nêu rõ Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia, ngành đào tạo thí điểm và giao cho Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức đào tạo theo đúng quy chế đào tạo đại học. Như vậy là từ năm học 2023-2024, nhà trường sẽ bắt đầu triển khai tuyển sinh và đào tạo chương trình mới này. Trong tháng 2 và tháng 3, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã khởi động triển khai các chương trình Đại sứ ULIS, Đại sứ học tập và Đại sứ truyền thông thuộc chương trình Đại sứ ULIS năm 2023. Được chia làm 3 chương trình nhỏ, Đại sứ ULIS năm nay hứa hẹn những thành công mới trong việc triển khai, đóng góp vào sự phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ. Trong quý 1, ngoài Hội Làng U 2023, nhiều sự kiện quảng bá văn hóa và ngôn ngữ nước ngoài đã được tổ chức tại trường như Ngày hội văn hóa Đông Nam Á, ULIS ASEAN Day vào ngày 5 tháng 3, chương trình giao lưu tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Ả Rập vào ngày 9 tháng 3, Ngày hội văn hóa Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3, Dạ hội từ Hà Nội đến Moscow 2023 vào ngày 15 tháng 3, Ngày hội những sắc màu văn hóa Pháp ngữ năm 2023 vào ngày 18 tháng 3. Quả là nhiều hoạt động thú vị thật đấy. Riêng việc có nhiều cơ hội trải nghiệm không khí quốc tế như vậy đã khiến lựa chọn học trường U của mình 3 năm trước đây là rất đúng đắn rồi. Ngày 21 tháng 3 năm 2023, hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. ULIS Fire giai đoạn 2020-2025 đã diễn ra tại Hội trường Vũ Đình Liên. Theo đó, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, nhà trường đã ghi nhận sự đổi mới và sáng tạo không ngừng với nhiều dự án khởi nghiệp cũng như những kết quả tích cực trong suốt 3 năm vừa qua của đề án và hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trong tương lai. Trước khi khép lại chương trình là những hình ảnh về một dự án tình nguyện ý nghĩa với tên gọi Mái tóc yêu thương. Đây là một hoạt động sáng tạo từ môn học tư duy sáng tạo khởi nghiệp của một lớp văn bằng 2, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Mặc dù vừa đi học vừa đi làm, mình cảm thấy rất khâm phục khi các anh chị vẫn có thể triển khai dự án ý nghĩa này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quý 1 năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.